Xin chào nhà báo Nguyễn Đình Ngọc ạ. Dạ, kính chào nhà báo Trần Quang Thành ạ. Liên tục suốt từ năm 2019 đến 6 tháng đầu năm nay 2020, giới bảo quyền cộng sản gia tăng đàn áp những người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, nói lên tiếng nói bất đồng với nhà cầm quyền cộng sản. Nhà báo Nguyễn Đình Ngọc bình luận gì về cái diễn biến đang diễn ra trong phong trào đấu tranh này ạ? Dạ thưa anh, đánh giá của anh Trần Quang Thành là chính xác. Đó là từ hồi năm ngoái, tức là khoảng tháng 11, là nhà báo Tập Chí Dũng, chủ tịch của Hội Nhà báo Độc lập, bị bắt bất ngờ. Phải nói là gây rúng động trong giới viết lách, vì ông là một người nổi tiếng. Và kéo dài cho tới năm nay thì các ông Nguyễn Tường Thụy, Trần Đức Thạch, Phạm Chí Thành, Lê Tuấn vân vân và một số người ở các địa phương khác cũng bị bắt. Thì điều đó cho thấy rõ là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện cái chủ trương nhất quán của họ là đàn áp tự do ngôn luận, tự do báo chí. Nói chung, điều đó là hoàn toàn chính xác. Gia tăng đàn áp của nhà cầm quyền cộng sản không chỉ diễn ra trong một địa phương hay trong một nhóm người mà nó diễn ra trong diện rộng từ Bắc chí Nam và trong nhiều đối tượng khác nhau, nhưng mà hình như họ nắm gân được gì đó mà họ tăng cường đàn áp, với sự đàn áp đó mà cái sự phản ứng lại ở dư luận trong nước nó không được mạnh, cũng như dư luận thế giới, thì đến mức độ nào? Phải chăng những cái đó là những cái mà lợi dụng tối đa của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam để họ tăng cường đàn áp ạ? Dạ thưa anh, điều đó cũng không có gì lạ, bởi vì như nhiều người đã nhận định, tức là chuyện của người Việt Nam thì người Việt Nam phải giải quyết. Nhưng một điều rất đáng tiếc là muốn giải quyết bất cứ một cái việc gì, ngay cả những cái việc nhỏ thì nó phải cần những cái điều kiện, huống chi tới tới những cái việc nó quá trọng đại, tức là đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền, thì nó cần hội đủ biết bao nhiêu là điều kiện, chứ nó không thể chỉ là những cái lý thuyết suông của một số nhóm, một số hội hay là của vài cái tổ chức gì đó. Thì tôi cho rằng họ làm việc có vẻ nó nghiêng về cái vấn đề hàn lâm học viện, mang tính chất lý thuyết suông hơn là nhìn thẳng vào thực tế. Thưa anh ạ. Nhìn lại những phong trào đấu tranh trong thời gian qua, thí dụ như phong trào đấu tranh của dân An đòi ruộng đất bị cướp đoạt, thì hình như là không địa phương nào không biết địa phương ấy. Vườn rau Lộc Hà, rồi Thủ Thiêm, rồi Văn Giang, rồi Dương Nội, và gần đây nhất nổi bật lên nhất là cái vụ thảm sát Đồng Tâm, cũng không mang lại những cái sự phản ứng gì một cách đoàn kết mạnh mẽ của cả nước, nhất là trong cái phong trào đấu tranh đòi dân chủ nhân quyền nữa cũng vậy, nó cũng có những như vậy. Phải chăng rằng nếu mà so với lại những gì đã người dân Việt Nam đấu tranh trong những năm trước đây dưới thời thực dân Pháp, thì nó có phong trào đấu tranh nó từ Bắc đến Nam, nó đoàn kết, nó thống nhất và rất mạnh mẽ, phải chăng đó là những điều mà chúng ta đáng suy nghĩ ạ? Dạ thưa anh, cái tình hình anh vừa nêu ra thì phải nói là rất là chính xác, tức là cái tình hình dân oan mất đất là cái tình hình có thể nói là nổi bật trong suốt nhiều chục năm qua. Tuy nhiên, theo thiện ý của tôi thì không nên nhầm lẫn và đánh đồng giữa cái dân sinh và cái dân chủ. Bởi vì những người dân oan
trải dài khắp Việt Nam. Họ mòn mỏi, mất đất, mất mạng, mất tài sản, có người hóa điên. Thì một cái thời gian trên 20 năm, ví dụ như đối với người dân Thủ Thiêm, thì bây giờ họ mong gì? Họ chỉ mong họ được đền bù một cách thỏa đáng để họ có thể sống. Và những kẻ nào vi phạm pháp luật như Lê Thanh Hải và đồng bọn thì phải có cái chế tài rõ ràng, phải đi tù, phải tịch thu tài sản. Và đối với người dân Thủ Thiêm thì người ta chỉ cần như vậy thôi. Thì người ta ở cái tâm trạng, ví dụ như tôi nghĩ rằng khi mình đặt mình vào tâm trạng của người dân Thủ Thiêm, thì nếu trong cái trường hợp tốt đẹp nhất như tôi vừa mới nói, nó diễn ra, thì người ta nghĩ rằng quá đủ với người ta rồi. Trên 20 năm họ mòn mỏi, bây giờ bảo họ đi đòi cho người dân Đồng Tâm, người dân vườn rau Lộc hơn người dân nơi này nơi kia. Thì thú thật xin lỗi, nếu tôi là người dân Thủ Thiêm, tôi cũng không có đủ sức, đủ hơi nào để mà tôi đi làm chuyện đó cả. Đó là một sự thật mà phải nhìn vào. Đó là sự thật thứ nhất. Sự thật thứ hai là người dân Thủ Thiêm họ có quyền. Nếu ai đó nói rằng tại sao người dân Thủ Thiêm không lên tiếng cho người dân Văn Giang, không lên tiếng cho người dân Thái Bình, không lên tiếng cho người dân nơi này nơi kia, thì xin lỗi, nguy hiểm đó. Nguy hiểm là sao? Người ta chỉ cần hỏi lại một câu: thế cái ngày mà người dân Thủ Thiêm chúng tôi bị, thì người dân ở các nơi khác, dân Đồng Tâm, dân vườn rau Lộc Hưng, dân Thái Bình, dân Long An, dân Phú Yên gì đó, có lên tiếng cho chúng tôi không? Thì bây giờ trả lời sao? Thành ra những người nào mà cứ kêu là những người dân oan hãy đoàn kết lại đâu, họ chỉ là lý thuyết suông, và họ rất xứng đáng để nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt bỏ tù họ. Xúi không à anh? Tôi xin xin lỗi anh Thành và xin lỗi quý khán thính giả nào có theo dõi cuộc nói chuyện giữa nhà báo Trần Quang Thành và tôi. Hãy nhìn thẳng vào thực tế, toàn là xúi không à. Thế bây giờ người dân Thủ Thiêm người ta hỏi một câu như vậy, trả lời sao? Đó là cái điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba, đó là cái vụ án kinh thiên động địa và có thể nói là gây rúng động trong dư luận, đặc biệt là trong giới cán bộ hưu trí, giới còn đảng còn mình, và giới vẫn còn mê đảng. Đó là cái vụ án của ông Lê Đình Kình, chết không toàn thây, và tới hình như 27 người đang đối diện với tội danh giết người mà mức án cao nhất là tử hình. Thì cũng nhiều cái tổ chức và một số cá nhân, cũng khoảng đâu một vài trăm người gì đó, họ lên tiếng đòi làm rõ cái vấn đề thảm sát tại Đồng Tâm. Thì cái chuyện Đồng Tâm nó lại là một cái chuyện rắc rối khác. Nó không đơn thuần là cái chuyện như là mất đất của Thủ Thiêm hay là của nhiều nơi khác. Vì cái vụ Đồng Tâm đó, nói nó hơi trong dài một chút. Thứ nhất, nó là một cuộc phản đảng. Bởi vì ông Lê Đình Kình và cả cái làng Đồng Tâm, họ là đều khẳng định, ngoài bản thân ông Lê Đình Kình là một đảng viên Cộng sản mấy chục năm rồi, họ còn khẳng định cả một cái bảng to tướng ở trước cổng làng là chúng tôi là tuyệt đối tin tưởng vào đường lối của đảng, mà nguyện theo đảng tới cùng, mà tin vào Nguyễn Phú Trọng vân vân và vân vân. Thì bây giờ đã tin tưởng đảng rồi thì đảng có biểu làm bậy cũng phải làm, thì phải gọi tên cho chính xác cái vụ thảm sát ở Đồng Tâm. Đứng dưới góc độ người Cộng sản, đó là cuộc thanh trừng vì người làng Đồng Tâm đã phản đảng.
điểm kế tiếp để nói về đồng tâm. Đó là đứng ở góc độ người dân đồng tâm. Cái điểm tôi vừa mới thưa với anh Trần Quang Thành, đó là đứng ở góc độ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn cái điểm này đứng về phía dân đồng tâm nè. Dân đồng tâm quá chủ quan. Họ nghĩ rằng họ bắt được mấy chục cái viên cảnh sát cơ động vào cái năm nọ đó, rồi là họ thả ra, rồi là Nguyễn Đức Chung ký giấy cam đoan là không có truy tố. Họ tưởng đó là chiến thắng đó hả? Rồi chính con trai của ông Lê Đình Kình là ông Lê Đình Công còn đứng huênh hoang, còn là thách thức, và còn cho rằng là vô đây là giống như là cái kiểu mà cô gái vót trong vậy đó, vô đây là tao diệt hết, vô đây là tao diệt không dưới bao nhiêu thằng đó, là tao thề không nhìn mặt gì. Xin lỗi người là đồng tâm, rất là cái bản chất vẫn là bản chất cộng sản, thì làm sao cộng sản nó tha được. Người làng đồng tâm chủ quan lắm, rồi gặp các ông các bà mà gọi là đấu tranh bằng máu và nước mắt của người khác, nhào vô tung hô ông Lê Đình Kình anh hùng thế này, anh hùng thế nọ. Cạnh tranh với ai? Cạnh tranh với lại Đảng Cộng sản Việt Nam mà. Thành ra nó tiêu diệt, nó phải gọi là nó diệt cho gọi là bằng hết như vậy thì có gì lạ đâu anh. Nên cái chuyện của đồng tâm ấy, cũng giống như trước đây về cái chuyện gọi là lớn hơn, to tát hơn nhiều, đó là cái chuyện Hồng Kông cũng vậy. Những người mà mang danh là đấu tranh rồi làm không thờ ơ, rồi yêu nước gì tào lao, họ nhìn, xin lỗi anh Thành, y như là họ coi phim vậy đó, rồi họ vỗ tay phe nó phe mình. Nó rất là đáng buồn. Để mà quay trở lại cái câu hỏi của anh Thành, là tại sao nó cứ manh mún, nó cứ rã rời, nó cứ rất là nông nghiệp, nó rất là nông dân, nó không có một chút gì văn minh cho cái cuộc đấu tranh tự do dân chủ ở Việt Nam. Thì bây giờ làm sao mà người ta theo anh? Khó lắm, thưa anh ạ. Cuộc đấu tranh cho độc lập, dân chủ, tự do của đất nước là một cuộc đấu tranh kiên trì và gian khổ, đồng thời phải rất là thông minh. Nhưng mà ở Việt Nam ta hình như rằng cả trong cái cuộc đấu tranh này nó còn những vấn đề mà chúng ta chỉ mới đi về về rộng, về sôi nổi, chứ còn thực chất là phương pháp đấu tranh rồi là ý tưởng đấu tranh hình như nó còn mơ hồ như thế nào đó, cho nên là nó chưa mang lại những kết quả như mong muốn. Có phải như vậy không thưa nhà báo Nguyễn Đình Học? Dạ, thưa anh, đúng là như vậy anh ạ. Tôi chỉ xin phép nói thêm á, ngoài cái chuyện gọi là như anh Thành vừa mới nói là nó là cái bề nổi thôi, làm như gọi là xới xáo lên thôi. Nhưng tôi xin phép để tôi dùng cái từ là cạn cợt, hời hợt. Đặc biệt là những cái mà cái giải thưởng đó, giải thưởng quốc tế, giải thưởng này, giải thưởng kia, đồ tùm lum hết. Thì xin lỗi những người mà đoạt được giải thưởng. Ví dụ như cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ông Vũ Quốc Ngữ, cô Phạm Đoan Trang, ông Lê Công Định và rất nhiều người khác. Mục tiêu của họ đâu? Họ đấu tranh cho cái gì vậy? Họ chỉ ngồi viết vài ba bài báo, vài ba cái status, rồi người chửi đảng, mỗi người kiểu, rồi là binh vực nhau theo kiểu băng nhóm bang hội mông lung. Họ chỉ thích nịnh bợ và họ chỉ thích tiền thôi anh à. Chứ đấu tranh dân chủ cái gì, đó là cái điều sự thật, phải dám nhìn thẳng vào sự thật. Anh thấy cái phong trào gọi là Black Lives Matter, rồi cái phong trào gọi là chống ông Trump, rồi ba cái cô Mai Khôi, rồi Trang Nhung,
rồi là Trịnh Hữu Long, Phạm Lê, Vương Cát, vân vân, nhiều quá. Xin lỗi anh Thành, tôi cũng không nhớ hết. Nó rất buồn cười, không biết chống chi. Họ phải làm vậy để làm chi? Tiền mới rót vô túi họ, họ mới sống chứ. Thì người ta dòm vô, người ta thấy. Thì người dân quan người ta theo à. Cái lực lượng dân quan lại lực lượng đông nhất. Và cái lực lượng có thể nói là sống chết. Sống chết ở đây là làm sao? Là bởi vì cái quyền lợi của họ mất cái trơn trọi rồi. Nhưng mà tại sao không kéo họ được đi theo? Không kéo họ đi theo được. Bởi vì người ta không quan tâm. Các ông các bà làm cái chuyện gọi là hoa lá cành rồi là nói chuyện trên trời, dẫn ra câu của triết gia này, dẫn ra câu của giáo sư nọ. Trong khi người ta đang, cái miếng đất của người ta đang cần kìa. Rồi Nguyễn Quang A đồ tùm lum hết. Họ làm kiểu y như là họ diễn vở cải lương đúng theo gọi là chủ nghĩa cải lương thôi anh à. Nên thành ra rồi là nó làm cho manh mún rã rời. Nên thú thật là tôi cũng cảm thấy nó vừa là buồn cười mà vừa là chán ngán. Đó là tâm lý của tôi, thưa anh ạ. Chúng ta có câu tục ngữ là thuốc đắng giá tật, sự thật thông sợ mất lòng, không dám nhìn thẳng vào sự thật, không dám nhìn thấy những cái sai trái để mà vươn lên, để mà vượt qua tất cả thì làm sao có thắng lợi được. Trong cuộc đấu tranh hiện nay, đó có phải là bài học cho chúng ta phải rút ra không, thưa nhà báo Nguyễn Đình Ngọc? Dạ thưa anh, cái điều anh nói thì cũng phải nói thật là nó hoàn toàn chính xác rồi. Nhưng ít nhất là trên 10 năm qua, thì với cái chiều dài 10 năm có thể nó cũng ngắn thôi. Nhưng tôi thấy là không có một cái gì để gọi là tiến bộ hơn trong suy nghĩ, văn minh hơn trong phương thức đấu tranh. Giờ này mà còn có những người đi ngồi mà những đi ca ngợi những cái ông chết rồi, ví dụ như ông Nguyễn Trọng Vĩnh, vân vân, không biết để làm gì nữa. Mà họ vẫn y với người cộng sản thì tôi không hiểu rằng họ đi họ họ chống cộng sản chi vậy? Họ thích nịnh bợ y như cộng sản, họ thích tiền y như cộng sản, họ thích giải thưởng y như cộng sản. Còn cái này giống cộng sản nữa nhưng mà kém hơn rất nhiều, đó là họ lừa dân. Cộng sản nó hơn, đó là gì? Cái ngày xưa nó chưa thành công á, anh thấy là nó địch vận, dân vận, binh vận tùm lum hết. Nó vô nó rỉ rả, nó lừa mị. Ví dụ như gia đình tôi nè, ba má tôi nè, đó, nuôi nó, anh chị em của Trương Mỹ Hoa, Trương Mỹ Lệ, em gái là vợ của Lê Thanh Hải đó. Tại sao nó thành công vậy? Nó lừa giỏi, mình phải công nhận. Nên người dân người ta đi theo. Còn bây giờ các ông các bà đấu tranh tự do dân chủ, nhận giải thưởng tùm lum hết, chưa thành công gì hết mà quay qua khinh dân, chửi dân. Xin lỗi nhà báo Trần Quang Thành và xin lỗi quý khán thính giả đang nghe cuộc trò chuyện. Cho tôi được dùng cái câu rất xưa nhưng tôi thấy rất thấm thía: chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng, làm ăn gì được nữa anh. Vâng, chưa được ông nghe đã đe hàng tổng. Hình như là khi mà nói ra sự thật để mà rút ra những bài học cần thiết đưa phong trào có thể tiến lên để đến giành đến thắng lợi cuối cùng, đến mục đích cuối cùng là góp phần làm cho đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc, thì người ta lại bảo rằng những người nói lên điều đó là ném đá vào phong trào. Vậy thì chúng ta nên quan niệm thế nào là ném đá, thế nào là xây dựng, thưa nhà báo Nguyễn Đình Học? Dạ thưa anh, đúng như anh Thành vừa dẫn cái câu tục ngữ là thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng. Thì nếu bây giờ
họ thực sự là họ đấu tranh cho cái Việt Nam được tự do dân chủ thì họ phải hành động chứ. Nếu họ thích nịnh bợ, họ thích vuốt ve thì họ có khác gì cộng sản đâu. Họ chống đảng mà họ y chang như cái bản chất của đảng, y như cái bản chất của đảng rất là hung tợn, rất là dữ dằn, nói hễ trái ý họ một cái là họ nhảy đổng lên liền. Và tôi xin lỗi cái hội nhà báo độc lập luôn, cái ông Phạm Chí Dũng đó, ông cũng là cộng sản nòi, ông bỏ đảng như hâm máu đảng, ông không bỏ được, ông đi chống cộng sản chi vậy. Chính ông Lê Công Định kể với tôi là ông Phạm Chí Dũng đi vô trong cái lãnh sự quán Úc về một cái cuộc họp nhân quyền thì quy định của người ta là phải bỏ điện thoại ra ngoài. Ông không chịu, ông nói vậy là vi phạm nhân quyền của ông, cự cãi một hồi luôn. Nên còn nước non gì nữa đấu tranh. Ông quan niệm là cái điện thoại ông phải để ra ngoài theo quy định của lãnh sự quán Úc, đó là vi phạm nhân quyền. Trời, kiến thức nó nông cạn, kiến thức nó hời hợt như vậy thì ông đi đấu tranh cho ai? Và nhiều các ông các bà khác nữa anh. Nên thành ra nó rất là ngao ngán. Thưa anh ạ. À. Và trong cuộc đấu tranh hiện nay để có được một cuộc rất là gian khổ, nhân dân là lực lượng quyết định, nhưng mà dường như chúng ta những người mà gọi là đứng mũi chịu sào, những người gọi là con chim đầu đàn đấu tranh thì dường như họ vẫn mang cái tính chất sa lông và họ mang tính chất cải lương. Vậy thì có phải chăng đó là những tấm gương để mà cho người dân có thể tin tưởng và noi theo được không ạ? Dạ thưa anh, cái điều anh Trần Quang Thành đặt ra thì nó cũng là một cái điều rất là thật và nó rất là nhức nhối. Bây giờ gọi là dẫn dắt phong trào, có uy tín, có sức ảnh hưởng, người dân tin tưởng, thì xin lỗi anh, dòm đi dòm lại. Tôi thấy có hai ý như thế này. Cái thứ nhất á, có những cái Facebooker rất nổi tiếng mà cái lượng follow lên tới cả 100.000, 200.000, thậm chí có người 500.000 luôn. Nhưng tôi nói xin lỗi, giả dụ những người đó họ kêu gọi đi, không có ai theo đâu anh. Thành ra cái 500.000 đó đó nó chỉ là cái chuyện gọi là vuốt ve cho vui rồi, y như trong giới showbiz thế thôi, nó không có giá trị gì cho cái chuyện là đấu tranh dân chủ hết trơn á. Nó chỉ là vuốt ve, là y như là một cái ngôi sao, thay vì là cái ngôi sao trong ca nhạc, trong điện ảnh thì bây giờ là cái ngôi sao trong cái giới gọi là chính trị thế thôi, không ai theo đâu. 100.000 hay 500.000 gì á, lượt theo dõi vứt bỏ, tại sao vậy? Dễ hiểu lắm anh, 500.000 người đó người ta theo để người ta biết tin, bây giờ biểu xuống đường à, người ta được cái gì? Dạ thưa, được mất việc, được hành hung, được sách nhiễu, được đánh đập, được đi tù, toàn là những cái được đó không à. Bây giờ ai làm, ai dám theo? Bằng chứng mới nhất đó chính là cô Phạm Đoan Trang thuộc nhà xuất bản Tự Do. Cổ tuyên bố là cổ rút lui ra khỏi nhà xuất bản để đừng có liên lụy tới những người kia. Rồi cổ còn nói một cách trịch thượng, đó là cái gì? Anh em khổ quá. Thành ra là tôi thấy tôi cũng có lỗi, tôi có phải chịu trách nhiệm. Cổ nói vậy cầm bằng là cổ là trêu ngươi cái giới công an thêm, chứ có giải quyết được cái gì đâu. Rồi ông Vũ Huy Hoàng, vợ ốm con đau vân vân, ổng được cái gì? Bây giờ trốn chui trốn nhủi. Rồi bao nhiêu cái trường hợp khác, bây giờ người dân người ta dòm vô, người ta ngao ngán quá. Bây giờ những người dân mất đất ở Thủ Thiêm, ở vườn rau Lộc Hưng, ở Đồng Tâm, ở Văn Giang, ở Thái Bình, ở tùm lum hết đó, người ta cần gì?
Người ta cần một cái cuộc sống bình yên thôi, trả đất lại cho tôi để tôi sống thế thôi, người ta không có quan tâm những cái kia. Thành ra các ông bà đấu tranh tự do dân chủ, mà nhất là những cái ông bà mà đoạt được giải thưởng rồi đó, đừng có ảo tưởng, người dân người ta không cần cái đó. Học học cộng sản đó, học là cái gì, lừa đời. Nhưng cộng sản hồi xưa họ lừa được, tại vì sao? Thời đại đó làm gì có internet. Nó mới phịa ra, nó tô vẽ Hồ Chí Minh rồi nó phịa ra là Mỹ ác, Ngụy ác, rồi là ăn thịt con nít, được tựa lừa ra hết. Nó lừa được chứ bây giờ internet rồi lừa ai? Là thua cộng sản ở chỗ đó. Mà nói ra thì các ông các bà đấu tranh tự do dân chủ họ giãy nảy lên, họ thích nịnh bợ anh ơi. Thì bây giờ làm sao đấu với cộng sản? Khó lắm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đó là cái người mà cho tới ngày hôm nay tương đối là được nhiều người tin tưởng, hâm mộ, quý mến, đó chính là ông Trần Huỳnh Duy Thức, vẫn đang ở trong tù. Bản thân tôi cũng hâm mộ và nể phục ổng đó. Nhưng thử hỏi bây giờ ổng được trả tự do đi, thì tôi cam đoan với anh Trần Quang Thành, ông Trần Huỳnh Duy Thức cũng không làm gì được hết. Vì sao? Dạ thưa, dễ hiểu vô cùng, không có điều kiện gì hết. Anh Trần Quang Thành và quý khán thính giả cứ nhìn qua Venezuela. Guaido, một người phải nói là nổi tiếng, tài năng, trẻ luôn, được ủng hộ mấy chục quốc gia, trong đó có Mỹ, được ủng hộ về sức ảnh hưởng, được ủng hộ của hàng triệu người Venezuela, được cung cấp tài chánh, thế mà bây giờ còn không ăn thua. Quay qua Hồng Kông, đó, một cái thành phố chỉ có 7 triệu dân, mà hơn 2 triệu người xuống đường rầm rộ như vậy suốt mấy tháng trời liền, đùng một cái bây giờ nó ra cái luật an ninh, cái coi như là bơ vơ, như gọi là gà con lạc mẹ, những cái tay đầu đàn Hoàng Chi Phong rồi vân vân, bây giờ tứ tán hết, phải bỏ trốn bỏ chạy hết, không nó bắt một cái tiêu đó. Thành ra tôi phải thành thật mà thưa với nhà báo Trần Quang Thành và thưa với quý khán thính giả, đấu tranh chính trị theo cái kiểu của những cái người mà hoạt động tự do dân chủ rồi nhận giải thưởng tùm lum, họ giống như họ đóng phim cái vui chơi, dòm vô đó mà học hỏi, còn không thì thôi, hãy biết hổ thẹn với những cái mà gọi là giải thưởng. Và ở đây những cái tổ chức mà trao giải cho họ đó, xin lỗi, đó cũng là những tổ chức bịp bợm kiếm chỗ trao giải để đánh bóng tên tuổi thế thôi, và để móc tiền ra chứ. Bởi vì những cái hoạt động của những cái tổ chức đó nó đều có tiền hết chứ, không có thằng nào hoạt động không hết anh. Và càng ngày càng vỡ lẽ, nhất là sau này, đó là gì? Đó, cái tổ chức y tế thế giới đó, của Tedros Adhanom đó, nhận tiền của Mỹ nhiều nhất, nhưng mà bây giờ chơi vậy đó. Tại vì sao? Nhận tiền Trung Cộng ít hơn nhưng mà lấy bỏ túi được. Đó là thực tế. Thì ba cái tổ chức, ba cái giải này kia đó, nó cũng y vậy đó anh. Nên tự họ họ đã phơi bày ra cái bản chất của họ, thì họ đừng có đòi hỏi người dân tin, đừng có đòi hỏi người dân đoàn kết gì hết, rất là tào lao. Thưa nhà báo Trần Quang Thành ạ. À, Câu chuyện của chúng ta vẫn xoay quanh một vấn đề, tức là hiện nay là dân chúng ta đang mất lòng tin vào những người gọi là cầm cân nảy mực trong phong trào đấu tranh. Nếu mà dân có tin thì vạn sự sẽ thành công, có phải như thế không, thưa nhà báo Nguyễn Đình Ngọc? Dạ thưa anh, cái câu hỏi anh đặt ra đó thì cho phép tôi trả lời như thế này.
Cái thứ nhất là dân người ta không phải không tin mà dân người ta không biết luôn và dân người ta không quan tâm. Như tôi vừa thưa lúc nãy với nhà báo Trần Quang Thành, đừng nhầm lẫn giữa cái dân sinh và cái dân chủ ở đây. Người ta không có cần biết ông nào lên tổng bí thư, bà nào lên chủ tịch quốc hội, thủ tướng vân vân, người ta không cần biết cái chuyện đó. Người ta chỉ biết đơn giản nhất là bây giờ mảnh đất của tôi lấy một cách bất hợp pháp và bất hợp lý như vậy, giờ trả lại cho tôi để tôi sống. Người ta không cần những cái khái niệm mà chính trị cao xa. Thì những cái nhà đấu tranh hoạt động tự do dân chủ bây giờ gọi là họ làm được cái gì? Nó không có làm được cái gì hết. Đó, vừa rồi cái vụ đồng tâm đó, cũng một số tổ chức rồi cũng một số ông bà cá nhân ký tên đó gửi gọi là tố cáo ông Lê Đình Kình bị giết chết đó. Thì Bộ Công an nó ra công văn trả lời là tố cáo nó không có đúng sự thật. Về xong bây giờ làm gì? Thành ra đừng có hô hào suông, nó rất là buồn cười, và chính những người đó họ chuốc lấy những cái mệt mỏi thôi, nên nó khó lắm anh. Đó là một cái sự thật mà phải dám nhìn thẳng vào. Có một sự thật mà hình như giới đấu tranh khó chấp nhận là người dân người ta nói rằng người ta không làm chính trị mà người ta chỉ làm cuộc đấu tranh để cho cuộc sống người ta ngày càng tốt hơn, hạnh phúc hơn. Phải chăng chúng ta không đặt chưa làm đi vào đúng cái lòng dân như vậy, cho nên cuộc đấu tranh của chúng ta nó còn hời hợt và không thể có thể không được. Dạ thưa anh, thì đúng là như vậy. Người dân người ta không có quan tâm cái chuyện ai lên ai xuống hết. Và thậm chí là bây giờ tình hình Biển Đông đang rất là nguy nan như vậy. Thì mới nhất là theo đài BBC cho biết là ngoài cái chuyện là phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải đền 1 tỷ đô la cho hai cái công ty của Tây Ban Nha và của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thì mới đây lại là phải cắt một cái hợp đồng của Rosneft, mà trong này thì là cái cổ phần của chính phủ Nga chiếm tới 50%. Tôi xin phép nhấn mạnh là của chính phủ Nga, tức là của Putin, với tư cách là nhà nước. Còn cái đền 1 tỷ đô la kia là tư nhân nha anh. Thế người dân người ta có quan tâm không? Xin lỗi, chỉ có giới viết lách của chúng ta thôi, anh Thành, quan tâm thôi. Còn người dân ngoài kia, biển đó, đảo đó, bây giờ người ta không quan tâm đâu. Người ta chỉ cần biết là bây giờ mảnh đất của người ta trả cho người ta chưa. Đó, bây giờ dân Thủ Thiêm người ta chỉ hỏi vậy thôi. Dân Đồng Tâm thì còn thê thảm hơn. Bởi vì cái câu chuyện của Đồng Tâm nó phức tạp lắm. Đứng ở dưới góc độ của Đảng Cộng sản thì đó là một cái chuyện phản đảng, như lúc nãy tôi có thưa với anh Thành đó. Còn đứng ở dưới góc độ của người dân tại Đồng Tâm thì người dân Đồng Tâm quá chủ quan. Thì bây giờ người ta đang lo gì? Người ta đang lo là hai mươi mấy cái sinh mạng đó đối diện với lại cái án tử hình, bởi vì nó quy vào cái tội giết người mà chưa chưa biết nó xử như thế nào. Nhưng mà đối diện với án tử hình thì đầu óc của vợ con cha mẹ anh em của những người dân làng Đồng Tâm mà có 27 người mà đang 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 bị bắt đó, thì bây giờ cái quan tâm trong lòng của người ta là cái gì? Là cái sinh mạng của người thân người ta kìa, là cái mảnh đất của họ, không biết họ bị xúc đi chừng lúc nào kia, chứ người ta không có quan tâm ngoài biển đảo đâu. Người ta không quan tâm tới nhân quyền là gì, người ta không quan tâm tới cái chuyện gọi là khai trí gì của anh Ba Sàm tào lao đó, người ta không quan tâm. Thì thử hỏi những cái giải thưởng mà các ông các bà được nhận đó, thì các ông các bà làm được cái gì cho những người dân quan vậy? Hay là vụ mới nhất bây giờ đang gọi là sôi sùng sục, đó chính là vụ Hồ Duy Hải dính tới Nguyễn Hòa Bình, mà bây giờ đang
gọi là căng thẳng 70 mấy ngày kể từ cái lúc mà Nguyễn Hòa Bình tuyên bố là coi như là dù có sai sót trong quá trình điều tra tố tụng nhưng bản chất vụ án không thay đổi, rồi kết tội cho cái cậu Hồ Duy Hải là tử hình. Để coi kỳ này coi Bộ Chính trị không quyết thì sao, nếu mà họ quyết Hồ Duy Hải được trả tự do thì đó là họ đang ghi điểm trong lòng dân, và phải đổi lại là đương nhiên phải chấp nhận hy sinh Nguyễn Hòa Bình thôi, và bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của cậu Hồ Duy Hải, và những nhà báo như anh Thành, như tôi và nhiều nhà báo khác, và những người dân bình thường không phải là nhà báo, người ta đang quan tâm gì, coi Hồ Duy Hải nó có được thả tự do không, tội nó quá. Coi Nguyễn Hòa Bình xử nó làm sao. Thì anh Thành thấy là vừa rồi là gì, chính người cộng sản đã tạo ra cái cảnh làm cho người dân người ta rã rời hết, người ta chán ngán hết, tụi bay chết mẹ tụi bay hết đi, đó là gì, đó mới vừa rồi bắt ba cái tay mà liên quan thân cận của Nguyễn Đức Chung, chiếm đoạt tài liệu nhà nước, trong đó có một cái tay là lái xe tài xế riêng của Nguyễn Đức Chung, người ta chúi mũi vào đó. Để gì, người ta coi cái sự đấu đá trong nội bộ của người cộng sản mà người dân cảm thấy hả hê. Thế thì nước có mất, biển có mất, thôi kệ, đó là của Chúa chung. Thật ra đừng có chửi người dân mà hãy chỉ đích danh, đó chính là người cộng sản trước tiên, và thứ hai những người mang danh gọi là đấu tranh cho tự do dân chủ, đặc biệt là những người nhận giải thưởng, đó là những kẻ xứng đáng được chửi đó, thưa anh ạ. Những vấn đề chúng ta nêu lên cuộc nói chuyện hôm nay có lẽ có nhiều người cũng vui. Vui là vì chúng ta nói ra được sự thật để mọi người thấy sự thật đó và rút kinh nghiệm để buộc chúng ta sắp tới có được hướng tiến bộ hơn, tốt hơn. Nhưng cũng có những người buồn cho chúng ta là ném đá. Vậy theo nhà báo Nguyễn Đình Ngọc, cái cuộc nói chuyện như vậy có nên tiếp tục không? Và chúng lực của chúng ta làm như vậy có phải chúng ta ném đá không, hay chúng ta đang góp những viên đá, những viên gạch thật sự để xây dựng nên nền móng con đường để mà cho đất nước đổi mới đứng lên tốt đẹp hơn? Là nhà báo thì chúng tôi, anh Thành, tôi và những nhà báo lương thiện khác phải nói lên sự thật chứ. Thành ra tôi không quan tâm tới chuyện ném đá hay là ném sỏi hay là cái gì cả, mà tôi chỉ quan tâm là những điều tôi nói ra nó có thật hay không, hay là tôi bịa ra. Đó là cái ý thứ nhất mà tôi muốn thưa với nhà báo Trần Quang Thành và quý khán thính giả. Còn cái ý thứ hai á, anh Thành hỏi là những câu chuyện như thế này có nên tiếp tục hay không, thì thưa anh, quyền là ở khán thính giả. Nếu vẫn còn những người muốn nghe những sự thật thì tôi nghĩ rằng cuộc trò chuyện giữa nhà báo Trần Quang Thành và tôi vẫn phải tiếp tục. Vì đó là bổn phận, đó là trách nhiệm của những người làm báo chúng tôi. Thưa anh ạ. Xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Đình Ngọc ạ.